chơi, mình chơi gia đình, mình chơi âm thanh gì là ấm rồi. Đó lắm ha. Nếu mà thử anh chơi viết á thì sẽ tự anh khoái cái tiếng thì 15 mình luôn á. Đúng rồi. Đúng rồi. Tại vì nó bán lắm, nó lớn lắm. Đó, chơi bô rô rồi cũng hay nữa không? Rất chất. Đã lâu rồi đôi đứa cách đôi nơi, tờ duyên xưa còn hay mất. Mãi thương ơi, tôi còn mong mưa ra đi đường nào. Ngày xưa đó anh đón dìu em đi trên con đường lẻ. Thank you.